Cảm ơn các bạn đến với video tiếp theo của mình các bạn ơi. Đầu xuân năm mới cho các bạn sức khỏe nhá và an khang thịnh vượng nhá. Hôm nay là video hai đội bóng nữ là giao lưu với nhau nhá các bạn ơi. Ôi trời. Phương ơi. Phương. Chết đi. Ôi cười thì không mà đá nào được. Phương. Bắn gì bắt đi. Mai. Mai. Ôi trời. Đang ngồi ghế. Rất là vui luôn. Đừng cho xuống. Em ơi. Em ơi. Đá đây. Hết đi. Hết đi. Hết đi. Hằng nhanh lên. Xuống đi. Hằng lại. Hằng lại. Hằng lại. Hằng lại. Ném biên. Ném biên. Biên đi. Hai đứa kèm hai đứa tên đạo này.
nâng cao cái giai đoạn thấp. Không được tiến một ở nhà. Thêm người vào, đã 11. Phải gặp rồi. Mới đặt ra thôi. Đấy. Sút luôn. Sút. Sút. Ai ném được cái ném đi. Rồi. Anh hẹn mà sút căng vết đấy. Nó không ăn gì quả cái đấy. Phải vòng ít chính. Hà Linh lui ra, lui ra, đừng đứng gần đấy. Đình cẩm chút. Mười Tuấn. Tôi có vài cho nó bóng hài những cầu. Giờ lâu rồi nó chơi thế nào, ăn kỹ ảm rồi. Chứ đúng thư đây. Nhanh lên vẫn còn đấy. Vừa à. Ôi giời. Ôi. Một mình ngại bên đấy mà. Điên lên chú ơi. Đang cầm đấy, bố có gì không anh? Thôi biên biên họ đấy, biên họ đấy. 25 phút rồi đấy, 5 phút rồi. Bên mình hơi non đấy nhá. Còn 5 phút đã hết. Thứ hai thì ép chân là hơi ác đấy. Anh ơi. Đúng quả giận. Để thay rồi đó. Cứ quẳng bác tình vậy. Đang đây là đang hoa như vậy. Để thu ra mà. Phạm My không à? Ơi. 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 Mấy hàng vào nhá. Vào ơi. Rồi.
Ta là cái dài à, tăng ngược vào đường này mà cái khả tá đây anh ấy này. Chút vào cái. Lên lên lóc gì đúng không? Đúng rồi. Đi xe vô khả vô. Đi hàng ấy. Từ con nó phải mà ta đấy mà. Từ con vô đằng xóm. Đấy chắc chắn là chuẩn khó kiểu là chuẩn bóng thôi đi là ơi 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 đá đi đá đi biên lên đi biên lên ném biên cho không vào không vào rồi rồi ném cho chàng đi chạy đi rồi. Xuống đi. Trọng tài pho xuống cho rồi. 5 phút thì nó mạnh à. Để các ba trai vui. Đúng rồi. Đích đầu đàng hoàng. Biên biên, chú ai biên đi. Biên chú. Biên chú luôn đây. Đúng rồi. Anh ở mặt này đi. Nói năm vừa vừa thôi, kín lại năm vừa đó, vừa năm vừa đấy, kín từng in một rồi. Nói không, em bỏ lại cho thấy, kín từng ngu mẹ thôi. Một kiểu ảnh làm kỷ niệm nhé. Chuẩn bị vào hiệp hai nha các bạn ơi. Hiệp một thì đội nữ áo đỏ này đã thắng 2-0 rồi. Đúng rồi. Anh ở mặt này đi. Đúng rồi, mày nhỏ thôi.
Cứ kéo đây. Đúng rồi. Hai đứa. Nhanh lên. Cứ bình tĩnh. Đấy đây, đấy đây. Không đỏ vào. Châm đây. Chưa đây, vào đây. Ôi da. Biên đội bạn đấy. À Mạnh à? Sao đội bạn được Mạnh đấy nhỉ? Cứ bình tĩnh, sút. Sút. Tha bóng. Đúng rồi. Ấy. Chuyền xuống đi. Chạm. Chút. Chút. Chút đây. Chút con. Đấy là anh. Chiên một đi. Vâng, mình biết rồi. Đúng rồi. Mắc vào. Đúng vào. Rất gây cấn nhỉ. Tự qua tự. Đây. Đập cái bầy em ơi. Chút luôn đây, chút luôn đây. Ôi trời. Tiêu lên đây, còn nơi biên,
Tiên Minh rồi. Quảng thắng lên. Wow! Biên mình. Biên họ đấy. Biên họ đấy. Biên họ đấy. Không phải biên mình đâu. Hàng dụng tí kìa. Ủa không đi nào. Tập bóng chuyền nó mày mãi nó quen không. Đấy. Đấy. Trang chạy đi. Tí nữa thì 4-0 nhỉ. Ấy. Không có đâu. Hãy